Ê, nó không. Rô mề luôn các bạn, nhấp nha các bạn, con đầu tiên, con đầu tiên của ngày hôm nay các bạn. Rồi ra đây, gửi đi, gửi ra lấy đồ này. Tao chụp cái trời. Dính rồi. Mày lên không? Cái gì vậy? Bỏ tay phải chứ. Bình phao rồi. Đây, trong lúc mình đang hái đọt hổ qua các bạn, thì thằng Gâu lên được một em rô mề các bạn ơi. Đây. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi trời. Gì lên tim ghê mày. Kéo nó mèn. Lên đi. Lên tim rần 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 luôn. Đẹp. Trời ơi trời. Nhát chạy mất rồi. Nâu nóng quá. Okay. Ăn cái bụng nó nóc hết.
còn cái gì bằng nữa. Dập cái muống dầm ớt vô cây cay nó thôi đó coi. Trời nổi phao luôn rồi kìa. Thôi ơi. Trời ơi. Cá chấu còn nào ông lấy nó bằng ngón giò cái vậy đó. Không gỡ ông đem về dưới thủ thượng ông bán không cho mấy chục ngàn ký dưới. Cái kênh này. Ruộng trên ruộng. Chỗ nào cái kênh này. Nhà nào. Cái kênh này mấy ngày 2-3 ngày. Được. Còn cái rô còn nào ông lấy bao ông tay cho lên không à? Quá đẹp, cá đẹp nha các bạn, rất đẹp luôn. Wow. Giật đại không dính luôn hả? Đại nó dám rồi. Dính đây. Đẹp các bạn ơi. Ngoài. Trời ơi lúc. Quá đẹp không các bạn. Đâu rồi? Cháu kết quả cho các bạn xem cái bộ câu này hôm nay các bạn. Rồi cũng trọng trọng không các bạn ơi. Cũng được ít thôi các bạn. Hôm nay không được nhiều lắm các bạn. Chung đi xa. Đi xa mà. Cái cá nó bự bự không à. Nó ngon. Rồi ok. Hoàng hôn các bạn ơi. Lại một hoàng hôn nữa rồi. Rồi đây. Lấy cảnh gì kìa. Bảo cá nha. Đây, hôm nay mình đi chào các bạn. Hôm nay mình đi đánh ở cái điểm này là ở cột mốc 200 của Việt Nam giáp với Campuchia các bạn ơi. Hôm nay đi có hai đứa em. Hai đứa em này cũng như là cũng là khán giả của kênh Quốc Sơn nha các bạn. Rồi mình đánh cái bữa ngày hôm nay rồi có gì cuối cùng mình báo kết quả cho các bạn xem cái buổi câu ngày hôm nay các bạn như thế nào nha các bạn. Rồi chào các bạn luôn. Chào mọi người. Rồi tạm biệt các bạn ha. Để tí xíu nữa mình sẽ rồi bây giờ mình xuống cần nha các bạn. Bây giờ xuống cái câu tiếp các bạn ơi. Bây giờ chiều rồi, tối rồi nhưng mà vẫn câu tiếp.
hoàng hôn đẹp quá, mặt trời lại sắp sửa khuất nữa rồi các bạn, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Hoàng chuẩn bị mình đang đón hoàng hôn ở vùng này xa các bạn, rất xa luôn. Đây, wow, hàng đẹp. Đây, Nam vừa lên một em hàng đẹp các bạn. Vàng ôm nha mọi người. Trời ơi, một giỏ luôn các bạn ơi. Ui, nửa tụng luôn. Quá trời đã luôn vậy. Đấy là của hai đứa em. Ôi là trời á các bạn. Trời ơi, hai đứa nó đã luôn kìa. Ôi ôi luôn các bạn ơi. Đây, chủ nhân của cái cái cá ngày hôm nay đây các bạn, Trí với lại Nam, hai đứa hôm rồi đi chung với mình ở Tân Hòa mà bị mất clip á các bạn. Gọi đâu ạ? Gọi đây cho thấy mặt mày chứ. Giờ tối rồi các bạn ơi, giờ mình kết thúc chương trình của bố câu ngày hôm nay các bạn ơi. Thôi giờ mình về đường xa xa xu quá các bạn ơi. Còn rất là xa các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn các clip sau các bạn ơi. Tạm biệt cả nhà mình nha. Các bạn.